Phụng mạng lễ đình tôn quan, phụng mạng lễ đình sao y sát quỷ trừ tinh chấp tà. Kỳ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung rằng kim phục hoàng thân cập thạch chúa tiến trung vương. Ta lắng tân giả từ bi lực lực chúng sinh cố ngã kim linh lực quang minh chiếu mạng văn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tâm giang kim khủng hoàng thân cận Phật thánh chú thiên trung vương. Khai nhãn thông minh thị khai nhìn nhìn thính thanh khai khẩu khẩu thông yết khai yết yết bồ đề khai tâm tâm hoan hỷ khai thủ thủ lăng cổ khai túc túc lăng bộ hành dòng nhân thập kỳ diệu quang minh chiếu hình nhân. Sơn lệnh sơn tiêu đền thờ con giám sát trên thượng ngàn tôi linh đăng vân thank you.
một thôi. Giật 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 khai túc lăng bộ hành văn nhan thập kỳ diệu cảm minh chiếu mã văn di khắc mộc lai linh thân di khắc mộc lai lệnh truyền ra bảo này ra điều hộ túi chuông ba hồi giống dụng cờ vất vòi đáo hành ngựa phất câu yên lệnh truyền tất đao đạt duyên lệnh truyền tộc đáo đàn duyên vâng lời kiêu thỉnh nguyện thề trần châu lương người chữ vị là gì lương vị là một nữ lương tùy là thao bấy lâu con dốc lòng lòng theo trên theo phật thánh như dưới theo đồng thầy dốc lòng nào không dám đứng sai dòng dòng nhan thập cờ diệu quang minh chứng hình nhân
sốc lên tòa giang sơn. Bát ngát không mà đâu bằng phố cát ninh cài đôi ngả đá lộ xô xuôi chảy tràn để tràn điều một thu có hoa điều như vẽ văn sơ dâng lên quan về tấu đôi chép biên dành dần về cho thì từ trang sinh chữ phú chữ quý khang linh thọ trường về cho giúp mạnh đôi đường tay ấn có dư ba ngàn tay ấn có dư chín trăm đạo phù tổ chuyên ban ông về cứu vớt nhân dân ra ô thân làm phép mi giống thiêng chữ tà có tà ông chóc tà ra một là ân quyết nên hai là số sinh ba là số mệnh thiên đình thank you.
nguyên nan nổi dòng xích đinh đua quân trèo du lì bốn phương có phen tuần tuần thú sông sông thư
đế gì cũng đệ. Giải hạn đạo bệnh đệ tử con xin giải hạn đạo bệnh. Chỉ quan tam phủ xem biến rõ nhà ông về phía đệ tử được bình an. Chữ phu chữ quý khang linh thọ trường phi cho sức mạnh đối đường. Quản thông chi
Phật ni truyền ra. Đem bạc ngân hà câu, đem bạc ngân hà liền hàng tinh tú bay ra phiền chư tướng nghi đáo lại hộ chỉ tả sai binh bộ binh bình tùy hữu sai binh mã ra đi âm mầm cờ vàng tổng giữa chung trung tâm khai nhân thông minh thị khai nghĩ nhĩ thinh thanh khai khẩu khẩu thông biết khai nhất tiết bồ đề khai tâm tâm hoan hỷ khai thủ thủ lâm thủ khai túc lăng bộ hành dòng nhan thập kỳ diệu quang minh chiếu
đầu số mạnh người chân chân xa sinh tử xót ai người nào hiểu thuật thảo hiền tu nhân tích đức chép biển thọ văn sớ dâng lên ngài về tấu đôi chép biên rõ ràng về cho đệ tử trường sinh hai chữ trường sinh quan về cho hai chữ trường sinh cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường về cho mạnh khang cường sức mạnh ca cường mùa xuân cầu lộc thu đông cầu tài hạt về tông bách chư thai có lá sớ hồng ngày hôm nay có lá sớ hồng để trước công đồng phật và thanh chứng minh quan về tấu sớ lên trình mọi miền đề
thần đi cơ. Truyền phán ba quan nông lớn về trần phán ba quan, cả văn hữu võ lương man đáo đàn quân thủy quân bộ đôi hàng. Dung nhan khai quốc thập cờ diệu quang minh chứng mã văn, cả tích đăng cung giang kim thông hoàng thân cận Phật thánh chúa tiên trung vương. Khai nhân đông minh bị khai nghĩ nghĩ tinh thành, khai khẩu khẩu thông thuyết, khai nhiếp nhiếp bồ đề, khai tâm tâm hoan hỷ, khai thủ thủ năng cử, khai túc năng bộ hành, trong ngàn thất cờ diệu vang minh chứng mã văn. Hai chữ trường sinh về cho hai chữ trường sinh, cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường về cho sống mạnh khang cường. Thank you.
huyền rồng bát nhã tiến động sơn trang ha, để yên lòng quan trên và đẹp lòng quan dưới. Thiên phủ hồi, thiên phủ địa phủ hồi, địa phủ nhạc phủ hồi, nhạc phủ hồi, thủy phủ chúng con mãi ngàn đời còn.
hoa đồng hỏi nước sông tranh thành long đao giết giặc tung hoành là ai. Sông tranh đáp xong trả lời là quan đệ ngu chính người trên phủ Ninh gia. Bởi vì đông dây oan buộc trói mắc nợ đời, mắc nợ đời phải tội gió chắc. Thương thường ghi nhớ long hằng gương trong nào phải mà bị răng bụi đời. Chim bạt mắt đôi long trầu hộ phục nốt tam đầu quân phúc trầu lên đôi lân dần phượng múa đôi bên quan tuần chắc chắc dáng ngước lên sập sập công đồng. Phổ Hồng Châu Ninh Giang hiền tích sư tranh giành vinh lại còn đi cửa đài lộng 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 uy nghi long long châu hộ phục kim quy hàng đầu. Thành ra hồi cũng đến dòng hôm mai bắt mắt bao la đền thờ bắt mắt bao la thịnh mời quan hoàng bắt quốc nghe ngự tòa lục lục châu. Trời Nam thành người
giặc nhà Thanh đem quân lính, dẹp giặc nhà Thanh các ngôi thổ man phục trình nghề phải theo ý. Cờ diệu quang minh chứng an trung tích tăng cung giang kim phụng hoàng thân cận Phật Thánh Chúa Tiên Trung Vương. Lầu miếu dâng ngông xin qua đoàn bát quốc xếp biên rõ ràng vì cho gì từ trang sinh. Di các mộc lai nương thân, di các mộc lai lệnh truyền ra bảo nay ra điều hồ tôi chuông ba hồi trông dung cờ phất vòi đáo hành ngựa phất công yêu lệnh truyền tốc đáo đàn duyên. Vâng lời kêu thỉnh nguyện thề trần châu ơi nước dục ta gì khai nhân thông minh thì khai ý tinh
thanh khai khẩu khẩu thông huyết, khai nhiếp nhiếp bồ đề, khai tâm tâm hoan hỷ, khai thủ thủ năng cử, khai túc năng bộ hành, song nhan thập cờ diệu quang minh chứng mã văn. Tài mã dựng lên ông về tổ đối, chép biến rõ ràng phi cho đệ tử trường sinh. Hai chữ trường sinh phi cho hai chữ trường sinh, cửa nhà phú quý thăng ninh thọ trường phi cho dũng mạnh thăng thường. Thank you.
ban ninh hồ sơ đầu à dài quân đôn bộ đông đông ấy hầu gào chơi anh linh nhà khắp năm mươi bốn phương trời quan hoàng bát quốc qua chơi nam thành ngôi thổ man phùng trình phải theo nón cao quay và đường trèo thổ mường man thái phải theo quy đầu lùng sâu thương cầm hà tu thương cầm hà tu vẻ trầu đôi bên sơ lâm các nghiêu các đèn vào chơi chăm động cảnh tiên non ý bồng bồng và hào ngày hôm nay con bắt ra ngự đến vàng trà sen rượu cúc kính mời quan bát ngàn sợi dân văn văn à quan đi bát bảo hạ vốn người nhà tông mơ sinh ra tư tài võ thao lược được hùng mãi quan cổ văn văn kinh kinh luôn luôn tế độ việt việt ý nhân hào rượu bồ đào a họ vi tiên nhân mời quan bát quốc kê ngự đồng giang lân ngày hôm nay bát ngàn giang thế trên mông truyền là ban phúc ý tài làm tướng trung thần tâm minh lòng ai quốc thương dân hãy còn việt việt non cả non bòn dấu quyết ông diệt loài ta tùy yêu ý mà miệng hát ca ngầm mà tiếng kinh tiếng mát tiếng bữa lưu lô ông phán rằng tim nằm đầy cô tu vì tim ý sai ảo nên là đình nhị giáp non thần thấy quan hoàng bác quốc người đang du xuân ở trên nên ngàn hào thúc dùng nghi đứng tựa thạch bàn tai nghe tiếng
tiếng hát, tiếng đàn thông ý dẻo. Nhìn lên là đỉnh nhớ núi chân đèo, thấy quan hoàng bát quốc người đang du xuân ở trên ngà. Tai nghe thoáng nghe thoáng mùi nhang, không mơ bằng bằng một khóm xà lan dầu ý cần. Con ông bát người là văn văn ý nhận hảo la này hoa. Đền thờ quan bát bao la thịnh, mời quan bát mương ngà lộc lộc châu quả. Mời chơi phụ tía lâu hồng mười vào ra thanh ra hồi cúc bê. Tiên thánh thượng ngàn dân văn, tiên chúa trên ngàn đống quân tuần quan giang đàn hôm nay. Lúc
cung vào ngàn xanh trên ngàn đệ nhất anh ninh ý hà thank you.
lương gió lúc lại thắt chèm khi bè tỏ khi nhớ vì cành ánh hồng vui chơi nước nhược trên đó bông. Sông Thảo lần dần phượng mùa thấp cao lần dần phượng mùa thấp cao ngàn mây thấp thoáng chẳng sao lưng nở đầu đội non buồm vai quầy lắng hoa non đi buồm vai quầy lắng đông y buông tuần quán vào ra chơi bời khi thanh vang vang lúc lúc lại êm trời dừng yêu nhã nhạc hát ca vang lừng hát nhật lương đời loan giá từ trung ý à. Bài sáng đâu chịu lục đục nghe hôn cô ấy là dòng sơn sang tình tình này mang xúc xúc mang giang ý hà tình này mang xúc xúc mang giang mang chém nước trà vàng cực la tình hay sung ai đi tìm ý hà nào tóc cây hát mà cũng già sầu khi tàu lỡ che sương không quản xa được không ngại nước mây ngày hôm nay loan ra về đây tình ni à. Trình lên thánh mẫu tam tòa ý ê à trình lên thánh mẫu tam tòa hội đồng quan lớn trình tòa sơn trang dầu trình lên tứ phủ quan hoàng ý ê à thank you.
dầu trình đệ tử dâng lên trước trình Phật Thánh, sau trình vua cha, trình lên thánh mẫu tam tòa. Ý à, về đây
chân đi dừng làm lối. Thường hai vai
nặng gánh cương thường. Sông Lam mi sóng cả buồm dương một chiều. Chính quan hoàng thập chép biến rõ ràng vì cho nghỉ từ trang sinh. Khai nhân thông minh thì khai ý, ý tinh thanh, khai khẩu khẩu thông huyết, khai nhấp nhấp bồ đề, khai tâm tâm hoan hỷ, khai thủ thủ năng cử, khai tốc năng bộ hành, dòng nhan thập cờ diệu quang minh chứng mã văn. Thank you.
văn về có lấy cắt duyên, duyên âm mông cắt cắt duyên trần đông xe xe cho đôi nữa có đôi như mâm có bát, như nổi có vùng từ mai có vợ có sông mơ. Còn con cho cháu nghe nối dòng để đà độ cho phu quý vinh hoa. Từ con chính lê cắt duyên, duyên âm mông cắt duyên trần đông xe xe cho đệ tử bình an. Đôi đưa có đôi xe cho đôi đưa có đôi như mâm có bát, như nổi có vung từ mai có vợ có chồng. Có vợ có chồng từ mai có vợ có chồng, còn con cháu cháu nối dòng để đa độ cho phu quý vinh hoa. Duyên âm mông cắt duyên trần ông xe xe to đôi nữa có đôi. Đệ tử bình an phê cho đệ tử bình an, cửa nhà phang thái phúc cúc lai giải trừ phê cho sức mạnh đôi. Thì đâu to mặt hoàng về với dân, tề tay tiến chuột chân rượu đào. Nhất tuần này sợ dâm lên bề ngọc để các cô nâng vào là vào rước ông mười sợi ô sợi rước ông mười sợi. Tề
bay đi ân chuốc chén rượu đào. Nhị tuần là nâng lên bệ ngọc đi các cô nâng vào là mời rước quan hoàng mười sơi. Tay tiên chuốc chén rượu đào tuần nên chúng dâng lên bề ngọc để các cô nâng vào là vào giúp ông mười sợi ô sợi giúp ông mười sợi. Miếng châu cầu đầu để kính dâng Đức Hoàng châu tên cánh phượng cầu non cả quýt bao về sơn hà.
cho dân no ấm, cho nước nhà được bình an. Đừng đó hỏi ông trăng kia bao tuổi trăng già, chữ ghế hoang năm nay bao nhiêu tuổi, đẹp hào hoa sự cung cao đền điện đêm ngày khỏi nhang. Cầu xin
dân hài hoa. Khánh lắc chuông lay khoác áo hoàng bào, có nhẫn ngọc luôn
nhiên dòng bạc chảy mê đề rồi làm mà chi. Cuối cùng mà cũng chẳng có tan đi. Đến cuối cùng mà cũng chẳng có đem đi, mà đem đi cũng chẳng để làm mà gì cho ai. Cho nên đã có lộc lại có tai, đúng đó. Cho nên đã có lộc lại có tai, nhưng phải có phúc để mà sống thọ hưởng lộc rơi hoàng bát cho. Một tướng tướng cả tấm lòng, hai thương hoàng độ cho đồng vinh hoa. Ô tang ô tang tần tang tần tang ô tang tần. Đặng hạ xa bốn thương hoàng độ vinh hoa đời đời. Ô tang tần tang tần tang ô tang tần độ. Ô tang tần tang tần ô tang tần đề tha. Bảy thương trí tuệ thông minh, tám thương hoàng độ khang ninh cửa. Ô tang tần tang tần ô tang tần đề tha. Gió lay cành trúc lá đa, chín thương hoàng độ nhà nhà hân hoan. Ô tang tần tang tần ô tang tần đề tha. Quan hoan mười trần thu nghệ quán hoàng mười chân thủ nghệ ăn mười thương hoàng độ cho đồng dầu sáng sáng dầu độ cho đồng dầu sáng sáng dầu. Này tôi chưa chọn ông cho để dành nhà kiếp sau.
trời có phụ ai đâu. Ông trời có phụ ai đâu. Sở nguyện cho như ý, sở cầu tòng mà tâm. Ra hoa thấy ông cho làm thầy trong thiên hạ, đi cứu nhân đi độ đời, đi cứu nhân đi độ đời. Xa xa xôi nhích lại cùng đến gần, xa xôi nhích lại cùng đến gần. Một ngày đã là tôi bốn phủ thì cũng như con trong một nhà, như con trong một nhà. Xe mây vàng thượng thiên rẽ áng mây vàng, cưỡi con xích diều ông mười về chân thủ Nghệ An. Thành ra hồi cùng ngự lên chơi thanh nhàn, có nhất ngự lên chơi hàng đầu sắm đồ ba màu khăn nhiễu hoa. Thành ra hồi cùng hát hương làn gió đưa, thoảng hát hương làn thỉnh mời cô chim sông sơn đi ngỡ về. Gần xa
rước mông về ba rồi rước cô ra Ninh Bình Bình. Hãy
làm lễ dâng nhang cô về đền, làm lễ dâng nhang dâng lên ngũ bái mười phương độ trì và đại xá từ bi. Bát bộ nàng tiên lệnh cô sai, bát bộ nàng tiên khăn điều áo thăm dịu dàng bước ra cô nàng cả dâng bông dâng hoa. Nàng đối nhan sắc nét nàng yêu mì, nàng bơ chơi cảnh hồ tiên. À ơi nha, ba sáu nan sương lý đôi quạt đầu, ba mươi sáu nan sương cô cầm tới quạt, cô chín lại thương các thành đồng tình tình tăng tình là tình tăng tình tình tăng. À ơi, ơi, mặt lộng sơn hà cô quạt cho, mặt ni lộng sơn hà quạt ni cho nam nữ lòng người trẻ già đều được vui tươi, quạt cho chim hót hoa tươi tình tang là tình tang tình là tình à tang tình 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 tang. Hót hoa cười cô chín quạt cho, chim hót hoa cười quạt cho mát rượi lòng người trần thế gian tình tình tăng tình là tình. Là đẹp lùng người ở đâu xa, sao mà đẹp là đẹp lùng người, đó là cô chín trong đêm sòng cô mới bước ra. Tình tình ta là tình tình tăng tình tình tăng tình 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 ta. Cô chín quạt cho sóng lăng bề an, quạt cho trăng sáng xua tan đi đám mây mờ tình tình tăng tình là tình à tăng tình 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 tăng. Tiến dâng cô quả nón đôi hai, dâng gương dâng lược vòng tay bằng ngà. Sông nhan khai cung thập cờ diệu quang minh, chứng long chu ngã tích tăng kim phụng hoàng thân phần thanh chưa tiến trung vương. Kiều mã sân cô đệ tử con nên kiều mã sân cô, xin cô chín riêng xem biến rõ ràng cô về xin lễ chứng tâm mà. Vóng nào dâng lên thuyền dòng, vóng nào dâng lên trình tiên cô chín
xếp miên rõ ràng vì gió nhìn từ trang xí. Trần cô xe cho đôi nửa có đôi, như mâm có bát, như nồi có bụng, từ mai có vợ có chồng. Có vợ có chồng, từ mai có vợ có chồng, con cháu cháu nối dòng để đà độ cho phú quý vinh hoa. Cho trăm năm hạnh phúc, vợ chồng bình an đổ cho quý vị hòa. Nhất này âm dương cho con xin, nhất nhất này âm dương tâm chứng lễ, chứng cho lòng thành, chứng cho đệ tử bình an. Xẻ áo cho đồng, cho đồng nức tiếng, cho đồng thành danh, từ nay yên vị chính ngồi. Dốc lòng phụng chữ một đời thành tâm, 30 mùng một hôm rằm. Phủ bóng sang khăn cô về, phủ bóng sang khăn đổ cho đệ tử bình an đời đời, độ cho muôn tuổi sống lâu. Thánh gia hồi cung. Trên thông gieo thời vượn hót trâu bé dậy chim rừng, ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu.
vàng tung cánh về châu động tiên. Vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng ngà.